dưới lòng năm chục đó, dưới lòng năm chục, đánh bàn đây, dưới lòng năm chục nè, đánh lòng năm chục, dưới lòng năm chục, dưới lòng năm chục, dưới lòng năm chục, dưới lòng năm chục, ok, chơi luôn, năm chục cái đi, đau, đau luôn, bé, tốt lắm. Bắt cho con này nè, 50 chai. Ghi vô trên con này. Mày ghi vô trên con đó. Quá hay quá. Con này 50 chai. 50 chai. Ừ, quá hay. Đúng rồi, ta đi. Tốt, tốt lắm. Con bắt con nó đi. Chứa đồng, 50 chai đó nè. Chứa đồng 50 chai. Con bự đi, con đồng, con đồng. Mày cố luôn đồng nè, con đồng 50 nè. Hiểu rồi. Cố đồng 50 chai nè. Cứa đồng 50 chai nè. Cứa đồng 50. Sao bạn cháu giờ này chưa đến? Chắc chắn nó sẽ tới mà. Cháu điện thoại cho nó xem sao. Nó tới mà chú. Nó tới mình giặt lông nó đủ sao chưa muộn đâu. Thằng này linh thiệt. Mới nhắc nó gọi liền. Alo. Đây của tôi bị bay bắn. Ông ra giúp tôi được không? Được được. Ông ở chỗ nào? Cách cho ông khoảng cây số. Ok. Chú lại tiếp tục tìm mồi. Cháu ra đón tụi nó. Rồi có luôn 50 chai. Rồi. 50 chai. Rồi rồi rồi. Cảm ơn đồng chí. Cấp trên đã chỉ thị cho chúng tôi phải phối hợp với các đồng chí. Vậy xin đồng chí cho biết nội dung cụ thể. Đồng chí điều một xe đặc chủng, một đội cảnh sát hình sự, chúng tôi cần ngay. Đồng chí chờ tôi một chút. Alo. Alo. Đội tham mưu phải không? Dạ đúng rồi ạ. Điều ngay một xe đặc chủng ra sân điều lệnh. Lệnh cho các đồng chí hình sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Rõ. Gửi xe nha. Mấy anh đi đâu gửi xe? Xuống tới đây rồi còn đi đâu nữa? Đã gã. Nhìn hai người lạ quá. Có ai bảo lãnh không? Ê, không với đại ca tao mày. Thôi, bỏ đi. Thôi, bỏ đi mày. Người ta không biết thì thôi. Tôi là bạn của anh Chí. Dạ, xin lỗi đại ca, em không biết. Thì xe nhiêu? Anh cho nhiêu thì cho. Gửi mấy anh em cầm tạm. Dạ cảm ơn anh. Mấy anh vô chơi liền đi. Ở trong này có đồ lớn đó. Ok, đi. Sao sao vậy? Nóng quá trời nóng à, luôn. Mẹ nó. Dính ninh rồi. Thôi, lên xe tôi ngồi cho mát. Có lớp xe cua không? Có. Tôi chỉ biết đi thôi, chứ đâu có biết thay, biết sửa gì đâu. Để tôi. Alo. Báo cáo, chúng tôi đã tiếp cận được mục tiêu. Tốt, mọi việc cứ theo kế hoạch. Rõ. Đồng chí cho bắt đầu đi. Rõ. Các đồng chí, xuất phát. Chú đang chết nè, chú đang chết
coi đó. Con đó hả? Đồ chơi mày luôn. Đây bị gà, rút chậm chai với mày. Chậm chai anh Tám. Bắt chậm chai anh Tám hả? Làm gì được? Sao không được? Chậm đá anh Tám rồi gì nữa? Không có gì đáng đáng đâu anh ơi. Giờ mày muốn bao nhiêu? Tám được rồi. Vô, vô không? Thằng mới vô là công an đó. Vô. Công an tới rồi con ơi, con là công an đó. Rồi, 10 phút nữa tụi cháy sẽ tới. Dịch công an rồi, đang đắt hết. Thằng Mỹ bị bắt luôn rồi, chuồn đi, càng đắt càng tốt. Cái gì? Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chúng tôi bắt được 7 đối tượng. Đề nghị các đồng chí cho 4 đồng chí hỏi cung 4 đối tượng. Còn lại để anh em tôi. Được, chúng tôi đồng ý. Trời, nhớ anh quá trời luôn á. Anh hai quên em rồi hả? Hôm trước anh hai còn lại mà. Thôi được rồi, hôm nay anh hai không vui, cho cả hai đứa phục vụ luôn. Ngoan hơn anh hai. Tụi em á sẽ phục vụ cho anh hai từ đây cho đến tối, từ tối cho đến sáng luôn. Anh hai, mình vô phòng của em đi. Vô phòng. Thôi, em đi. Đi vô phòng của em nè. Thôi anh hai à. Đi. Anh hai. Dạ, tôi hiểu rồi. Chào anh. Cô cậu đã về. Có ba tôi ở nhà không? Có, ông đang đợi cô cậu đó. Tình hình sao rồi? Thưa chú, hình như họ không mấy quan tâm đến sơ đồ địa hình mà con vẽ. Có lẽ anh em cơ sở họ không nắm bắt được tình huống. Xung quanh khu vực trường gà có quá nhiều đường ngang lối rẽ. Chú Bảy Nghĩa vừa nói chuyện, nói chung ông ấy rất khen sơ đồ trinh sát của các cháu. Giá như anh em cơ sở bố trí lực lượng hợp lý hơn, kết quả đã khác. Thưa chú, hình như khi lực lượng hỗ trợ chưa kịp đến thì một ông đội phó chỉ huy trận đánh đã bị lộ. Cháu nghe ai nói? Dạ, một cháu vào uống nước và nghe người dân đi coi đá gà về kể lại. Họ và tên. Dạ Quỳnh Nhân Tốt ạ. Còn tên gì nữa không? Dạ Hai Lèo. Quê quán? Dạ Long An. Còn ở chỗ nào nữa không? Dạ không. Dạ, dạ thưa cán bộ, cuộc đời em thật khốn nạn. Em mồ côi cha mẹ từ bé, làm đủ thứ nghề hết nên mới trôi dạt vào đây. Từ ngoài quê vào đây xin làm trong quán phở. Quán phở bắt ở Sài Gòn hả cán bộ? Bao nhiêu người tham gia cá cược mà không bắt, tại sao ông lại bắt tôi? Tôi chỉ là dân lao động nghèo, làm gì có tiền mà chơi. Tôi đến xem, đố ai cấm được tôi. Anh đến xem, tôi không cấm.
Nhưng tại sao anh nhìn thẳng vào tôi và la lớn lên tôi là công an để cho bọn cá cược bỏ chạy? Hình của ông ở trên báo, tôi xem hoài nên biết ông là công an. Tôi thấy ông công an, tôi kêu công an, có gì sai hả? Tôi đề nghị anh nghiêm túc nghe. Anh phải khai cho chính xác. Khi công an ập vào, có bao nhiêu người đặt cược và số tiền anh đã thu được là bao nhiêu? Dạ, cái này thì em không nhớ hết được. Khoảng mười mấy người với lại mấy chục triệu. Sao anh không nhớ, anh phải nhớ đàng hoàng chứ. Sao hồi nãy anh khai anh chỉ là người trông nom giường điều cho ông Chí mà. Dạ đúng rồi, em làm công cho ông Chí được 5 năm. Một tháng ông trả em 2 triệu. Thời gian rảnh rỗi em nuôi gà, trồng rau, cải thiện đời sống. Có mua con gà chọi, thấy nó đá hay quá. Em xin mở cái sới gà, mời bà con lối xóm tới chơi. Thì càng ngày người ta đến đông. Nỗi máu tham, em cá độ kiếm chút tiền. Làm quần quật cả tháng trời. Hôm nay chủ cho nghỉ, bạn em rủ rê mua trái cây về bán kiếm lời. Rồi em thấy đá gà vui quá em mới vô xem. Rồi thấy người ta cá độ vui quá em mới ké. Tụa gần cả tháng lương của em chứ bộ. Em thấy em thật khốn nạn. Anh khai cho rõ, tại sao anh lại cản trở người thi hành công vụ? Tôi thấy mọi người chạy, tôi chạy theo, tự nhiên cái bị các ông đuổi đánh vô cớ à. Tôi phải chống cự lại chứ. Vô cớ hả? Thôi được rồi, tí nữa tôi sẽ tiến hành mở tang vật. Nếu tôi thấy tên anh trong sổ cá cược, lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh sao? Người ta đặt nhiều sao không bắt? Tôi chỉ là dân lao động nghèo, đặt vài đồng vui chơi mong kiếm vài ký trái cây về làm quà cho cháu, cũng bị các ông tóm. Vậy là mỗi trận anh thu được vài chục, vài trăm triệu, đúng không? Không, nếu mà nói vậy quan cho em quá. Người thắng ăn người thua, em chỉ cầm quê, em chỉ lấy quê hồng, chỉ vài phân. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ anh ngồi đây, để tôi đi mời chỉ huy công an huyện và chỉ huy của tôi đến mở vật chứng này. Nếu như anh khai không trung thực, sẽ là tình tiết tăng nặng hơn khi anh ra tòa. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ anh hãy ký vào bản tự khai này, ghi rõ họ tên, nơi ở, công việc, đặc biệt là số tiền cá cược mà anh cho là vài đồng nữa. Anh viết tường trình tất cả sự việc vào đây rồi ký tên vào. Nên nhớ, chúng tôi sẽ đến nơi anh tạm trú để xác minh. Nếu anh khai đúng sẽ được xem xét, còn nếu sai sẽ bị tạm giam ít nhất là 4 tháng, biết không? Dạ, dạ em biết rồi. Em mồ côi từ nhỏ, em không dám nói sai đâu. Cái này của anh đúng không? Dạ. Đây vẫn còn y nguyên. Giờ tôi tiến hành kiểm tra. Người đầu tiên đặt cược công Bạch Thủy có tên là Chí và là chủ vườn điều có trường gà, đúng không? Các ông phải tìm hiểu ngay nguyên nhân và trả lời những câu hỏi sau đây nè. Thứ nhất,
vì sao trường gà mới mở rộng liên kết với thành phố đã bị lộ. Thứ hai, vì sao lực lượng dây bắt lại không phải là công an sở tại? Sao anh Bảy biết lực lượng dây bắt không phải là công an sở tại? Chính cái thằng đệ tử của tôi, nó phát hiện công an kìm. Nó nói nhỏ với tôi, rồi nó la lên. Mọi người mới biết đường chạy trước khi cái đội công an cơ động nó tới. Nhưng nó đã bị bắt rồi. Họ mà tra khảo, liệu nó có giữ mồm giữ miệng không? Yên tâm đi, trước khi lên đây tôi đã dặn rất kỹ. Hai thằng này từ cái việc thay mặt tôi cáp độ cho tới bảo vệ tôi lỡ có sự cố xảy ra. Anh nè, em chỉ sợ cái thằng đệ tử mà tháng trước anh nói em nhận nó đó. Thằng đó nó được việc á, tôi thấy nó ngán chân tụi công an để cho chú chạy đó chứ. À, với lại nó có khai kiểu gì vậy, thì chú cũng vẫn vô can mà. Dạ. Lúc đó ông Bảy ở đâu mà biết hết mọi chuyện hay như vậy? Tôi ở rất gần các chú. Xảy ra chuyện này là do các chú quá chủ quan, tổ chức bảo vệ không kỹ để cho công an lọt vào tới tận ổ, nên bị bắt là phải rồi. Việc này do hai quý quá sốt sắng, em cũng có lỗi, chưa bằng kỹ với anh Bảy. Thôi anh Bảy, với mấy chú đừng có lo xa. Một cuốn sổ ghi chép vớ vẩn dài 30 triệu với những thằng nghèo kiết xác, công an mà có tóm được cũng chẳng nó lên được điều gì, rồi cũng thả ra hết cho mà coi. Ủa đi anh Bảy. Mời anh Bảy. Ủa, cái thằng, bây giờ là 9 giờ rồi sao chưa dậy ta? Có bị làm sao không nữa? Cháu cần gặp ai? Cháu tìm anh Đắc Di. Đắc Di ngủ chưa dậy? Cháu tên gì để cô vào trong nói với nó? Dạ, cô nói, cứ nói là có Nga Nga phóng viên báo. Bạn thân của anh Đắc Di. Cháu chờ nha, để cô vào lấy chìa khóa. Dạ. Giờ gọi nó dậy. Con dậy. Có cô Nga Nga đến kiếm con đó. Nga nào vậy má? Cô nhà báo bạn con đó. Ơi, má xuống nói với cậu á là con đang bệnh, có gì chiều đến đơn vị cô nói luôn. Cái thằng, cháu ơi, Đắc Di mới đi công tác về đêm qua còn đang sốt. Nó nhắn với cháu là chiều nay mời cháu đến đơn vị nha. Dạ. Alo, để chiều gặp người cưng. Bất đền anh đó. Mấy đứa ở báo khác đã săn được tin vụ anh đánh một trường gà lớn ở khu giáp ranh. Vậy mà bồ anh á phải chầu chực ở trước cửa như vậy đó hả? Ơi, đã nói là chiều mà. Mấy bài báo trước đây của kênh á đã hại anh rồi đó. Alo. Alo.
Rất nhiều người muốn giết đây hả, chẳng thèm kêu căng á, chỉ có thiệt thôi à. Con à, nhà báo kiếm đến tận nhà mà con không chịu tiếp, má e cổ sẽ hiểu lầm và xa lánh đó. Mày yên tâm đi, cái loại người như cô ấy á thì lần sau cũng tìm đến à. Vậy chứ con thấy em Minh Thư thế nào? Má, cố công ca tụng cho cố vô, con cũng gái tới tận cổ à. Người gì đâu mà mắt xết môi thâm, lại có nút ruồi trên má nữa chứ. Trong đám bạn gái của con á, ai cũng đẹp hơn cổ hết á, má yên tâm đi. Cái thằng tôi đã cho người đi tìm hiểu rồi. Dạ. Cái thằng chỉ huy đánh trường gà hôm qua là thằng Đắc Vi. Nó là một thằng đã từng lập rất nhiều chiến công. Ừ, vậy anh Bảy có kế gì gỡ vụ này không? Thằng này nó rất giỏi, nhà nó lại giàu, mua chuộc nó hơi khó. Bà đã từng nói, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng thật nhiều tiền mà bác. Đúng vậy, nhưng với thằng này phải mua nó bằng cách khác. Anh Bảy tính ngay dùng cho, kẻo công an mà điều tra thằng ất thằng chập, không khéo em lại cũng bị gọi hỏi như chú Chí chết em. Hay là ba nhà không một phần đây xử lý nó bằng. Anh cho biết họ tên đầy đủ của mình. Trần Văn Chí. Có tên nào khác không? Chỉ Đồng Cua. Địa chỉ hộ khẩu thường trú? 48 Tôn Đản. Nghề nghiệp? Giám đốc công ty xây dựng. Anh Chí nè, có phải anh đang thắc mắc vì sao cơ quan công an triệu tập anh đúng không? Đúng. Đây, anh xem là những dòng chữ có chữ ký của anh trong những lời cá cược và viết vào đó. Dạ đúng là chữ ký của tôi. Xin hành chị cho tôi trình bày. Tôi có thằng cháu tên là Hai Lẹo, nhà nó nghèo lắm. Nó là đứa chịu thương chịu khó nên tôi thương nó lắm. Lúc đầu nó nuôi mấy con gà đá chơi cho vui thôi. Sau đó bà con đến xem, mang gà đến, nó dạy dột đá ăn tiền, ăn được vài trăm nên nó ham. Tôi yêu cầu anh trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Dạ, tôi cũng đang giải thích đây. Tại cháu nó tham quá, hôm nào mà tôi tới nó cũng nhờ tôi mở hàng. Vậy theo anh, thế nào là mở hàng? Dạ, nói mở hàng là sai, nhưng mà ý tôi muốn nói á, nó nhờ tôi đặt tiền cược cái hiệp đầu tiên. Nể quá tôi đặt cho nó vài trăm ngàn cho có. Vậy vài chai của anh là vài trăm ngàn đó hả? Dạ, cháu nó ghi lung tung nên tôi không biết. Nhưng mà cháu của ông lại khai khác, 5 chai là 5 triệu. Và chúng tôi cũng có lời khai của một số đối tượng ở trong trường gà nói, cứ 1 chai là 1 triệu. Tôi đâu có biết đâu, bên sắp mình là giùm tôi. Tôi chỉ là một chủ doanh nghiệp, lo kiếm từng đồng để trả lương cho công nhân. Làm sao mà tôi dám cá cược lớn như vậy? Để khẳng định là tôi không có dính dáng gì tới vụ gà qué này. Lúc nào mời các anh ghé công ty tôi chơi, tìm hiểu xem anh em trong công ty đánh giá tôi như thế nào. Trước khi đưa giấy triệu tập anh, tôi cũng đã tìm hiểu về anh. Anh đang là giám đốc của một công ty cầu đường. Dạ đúng vậy, công ty của chúng tôi tuy không lớn nhưng mà đã xây dựng rất nhiều con đường, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Dám tôi ngày nào là tiến độ thi công sẽ chậm lại, vậy đó, thiệt hại sẽ rất lớn. Vì vậy chúng tôi cần anh khai báo thành khẩn. Nếu xác minh lời khai của anh là chính xác, chúng tôi sẽ không phải triệu tập nhiều lần. Một số đối tượng bị bắt giữ nhờ khai báo thành khẩn nên được trả về sớm. Ừ. Chị coi lại biên bản và cho anh ta ký tên.
Bây giờ tôi đọc lại biên bản, nếu đúng anh ký tên nha. Ghé đó giúp tôi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Thùy Kiếm, mở cửa giùm coi. Lẹ đi. Từ từ, làm gì mà khiếp thế? Ồ, anh về rồi à? Em tưởng anh vẫn còn sống đấy. Thôi vô nhà đi. Ủa, có chị Phượng ở nhà không? Hình như là chị đến nhà lão Bảy Xoài để lo chuyện thằng Trạch rồi. Chị có cái bọn vũ dũng vô mưu như tụi thằng Trạch á thì mới vào khám. Chứ còn miệng lưỡi của thằng Tiếm Mưu này, chỉ cần uống vài tấc lưỡi thôi là mấy ổng cho về liền. Vâng, em biết là anh Tiếm Mưu đa mưu rồi. Nhưng mà hôm trước vẫn có một mụ công an đến đây hỏi thăm anh đấy. Xong, thiệt hả? Anh cứ nghĩ lời khai qua quýt vậy thôi, sức mấy mà họ quan tâm. Thực ra thì họ đến để xác minh lại. Có quay qua hỏi quán phở của bọn mình, làm cho chị Phượng cũng rất là lo lắng. Lẽ ra chú Chí phải gọi điện thoại về rồi mới đúng chứ. Chắc có lẽ chú Chí kiên quyết không khai nên họ chưa chịu thả. Cũng có thể là chú ý ở lại viết tường trình chưa xong ba. Cái dân ít học viên giả trí có viết đến sáng mai cũng chưa xong. Làm kinh tế là chỉ cần chữ bạn, chữ liều, chứ đâu có cần nhiều chữ. Con mẹ Phượng Đê tới kìa. Thôi con đi. Thôi cũng xin phép anh tôi đi, anh nói chuyện với cô ta tiện hơn. Đó là tấm hẹn giám đốc khách sạn Thịnh Vượng. Chính ông ta bắt thằng Trạch đi nên nó mới bị gặp nạn. Được rồi, để chị nói chuyện. Tôi có thằng đệ tử ruột làm ở chỗ ông ấy. Tôi nghe danh cô cũng đã lâu rồi, nhưng bữa nay mới giáp mặt. Tôi đang bận, cô vô gặp anh Bảy ha. Alo. Công ty taxi hả? Cho một chiếc nha. Không taxi gì hết, đưa tôi vào gặp ông Bảy. Cô Phượng à. Ừ? Chú Tám đây là một trong những doanh nhân làm ăn thành đạt nhất ở thành phố này đó. Mà tôi phải thuyết phục mãi á, thì chú Tám mới giúp cho người anh em của cô vào làm việc. Cảm ơn. Cũng chính vì chuyện thằng Trạch mà hôm nay Phượng ớt tôi mới cất công tới đây. Có chuyện gì vậy cô Phượng? Ông Tám đi lên trường gà đánh bạc, bắt hai đệ tử của tôi đi cùng. Vì ông mà thằng Trạch bị bắt đấy. Giờ ông tính sao đây ông Tám? Sao chú Tám? Chú nói rõ nguyên nhân tại sao thằng Trạch bị bắt để cho cô Phượng để hiểu. Sự thật nó như vậy anh. Thấy thằng Trạch nó làm ăn cũng siêng năng, cho nên nhân cái chuyến đi tham quan vườn cây trái của anh Bảy mới mua, em mới cho nó đi cùng. Tới nơi thì có cái trường gà đang đá, tụi này mới ghé vô coi. Đang coi công an tới, mọi người bỏ chạy tán loạn hết. Cái thằng Trạch á, nó chậm chạp chạy không kịp nên bị bắt. Tôi nói cho ông biết, tôi có thâm niên trong nghề cờ gian bạc bịp đã 25 năm. Chỉ cần ngửi mùi là tôi biết ông lên trên đấy để làm gì và tại sao phải dẫn đệ tử của tôi đi cùng. Đúng không ngán? Đúng vậy.
Thôi, nếu mà đúng như vậy thì ba người chúng ta bàn cách mà giải quyết, chứ có gì đâu mà phải căng thẳng với nhau. Bàn cách gì thì bàn, nhưng mà trước mắt đấy là phải bồi thường những thiệt hại. Nhớ đấy. Vậy cô cứ nói thẳng ra là đòi bồi thường bao nhiêu? Ông Bảy à, chắc là ông biết rõ hoàn cảnh của chị em tôi. Hơn chục con người vào đây chỉ trông vào quán phở. Còn những người mà có sức vóc, có thể kiếm ra tiền, thì lại phải bảo vệ công chuyện làm ăn của mấy ông. Tính sơ sơ, tổng các thiệt hại, vị chi mỗi tháng là 20 triệu. Rồi sau này thằng Trạch nó ra tù ấy, thì tùy tình hình sức khỏe mà tính tiếp. Chú Tám đây là người đang cưu mang đệ tử của cô. Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô Phượng tính như vậy là không có đẹp. Còn ông nữa, ông vẫn chưa trả công tôi lấy mạng của mình để đổi lấy sự an nguy cho gia đình của ông ấy. Thôi, bây giờ vậy, cô cứ về đi. Tôi với chú Tám đây sẽ lo cho thằng Trạch sớm được tha. Và trước mắt, chúng tôi vẫn bồi thường tất cả mọi thiệt hại cho anh em của cô. Ok? Thế chứ. À, tiện đây tôi cũng đề xuất luôn. Sắp tới, tôi có mấy thằng em ở ngoài Bắc vào. Nó sẽ làm thay chỗ của thằng Trạch. Vậy nhé. Anh Bảy, sao anh cứ phải nhúng nhường với cái con điên nó hoài vậy anh Bảy? Xưa nay Bảy Xoài này chưa từng để cho ai lấn lướt, huống hồ là con bé tứ cố vô thần đó. Nhưng mà tôi không thể nào nhận bất cứ một cái thằng đệ tử nào của con đó nữa đâu. Trước mắt á, thì chú vẫn phải giúp tôi. Dạ, tôi có một ý định như thế này. Dạ. Ok, dạ. Cứ vậy đi. Bái phục anh Bảy đúng là người đa mưu túc trí. Anh đang bận, lát tôi gọi lại nha. Lúc sáng thì anh hẹn chiều, bây giờ chiều em tới thì anh kêu anh bận. Bất đời anh nói nhờ. Vậy thì em đi đâu chừng nửa tiếng đi. Lát nữa quay lại rồi mình đi cà phê. Công ty của chúng tôi tuy không lớn, những con đường, những cây cầu chúng tôi làm, ví dụ như con đường trước mắt quý vị, tổng dự toán trên 50 tỷ đồng, nhưng ý nghĩa của xã hội không nhỏ. Nhờ con đường mới này, người dân ba xã vực sâu vốn là căn cứ kháng chiến năm xưa, không chỉ đi lại thuận lợi mà sẽ có điều kiện phát triển kinh tế, mở mang văn hóa, từng bước xóa đói giảm nghèo để cải thiện đời sống khó khăn. Alo. Alo. Dạ, có phải anh Chí giám đốc công ty xây dựng giao thông quê hương không ạ? Đúng rồi, em là ai vậy? Em là nhà báo Nga Nga, phóng viên đã từng viết bài về công ty anh lúc anh cắt băng Khánh Thành con đường liên huyện đó. Anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi hả? Em đang làm việc với mấy anh bên công an về mấy vụ việc mới vừa xảy ra.
Lúc nãy em có thấy anh đi ra từ phòng của anh Đắc Di. Em là bạn của Đắc Di hả? Dạ dạ, em là bạn thân của anh Đắc Di. Vậy chiều nay 5 giờ anh em mình gặp nhau nha. Dạ 5 giờ hả? Để em sắp xếp công việc rồi gọi cho anh nha. Thôi, chị Phượng về rồi, em vào nhé. Chị Phượng. Về rồi à? Dạ. Mới về à? Dạ em mới về. Nghe nói chị đi lo chuyện thằng Trạch nên em nán lại chờ. Cái Thủy đâu rồi? Em nghe chị về, em làm nước cam cho chị này. Chị, nhà có gì ăn không chị? Sáng giờ em chưa ăn gì, đói quá. Còn mì tôm đấy. Cái thằng Trạch ấy. Dạ. Nó bị vào tù hóa ra lại hay. Ủa, sao chị nói vậy? Nó ở tù quen rồi. Nó vào kho lại là cái cớ để chị đi gặp ông Bảy ông Tám, đòi trả người và đặt yêu sách. À, công nhận chị nghĩ ra một điều thật là độc chiêu á. Đừng có tưởng chỉ có tí mưu mới lắm mưu, mà Phượng ớt này cũng nhiều mẹo lắm đấy. À, em nghe nói mấy người bạn ngoài Bắc của chị muốn vô nương nhờ bóng chị phải không? Bạn chó gì cái lũ đấy. Chị gặp tụi nó lúc còn đang trong trại cải tạo, thấy bọn nó có máu giang hồ cho nên tới làm quen. Công bằng mà nói, chị có một cái duyên gì đó rất là dễ quen. Cũng không biết chị có gì hấp dẫn mà vừa mới ra trại thì thằng Sứ nó đã theo sát tới đây để tìm chị. Nhưng mà trong này tụi mình còn lo ăn từng bữa, lại cứ mang thêm người, em sợ không ổn á. Mới ở tù có tí xíu à mà cái đầu đã ngu rồi. Với cái máu giang hồ của bọn nó thừa sức kiếm tiền và còn làm nô lệ đem tiền về nộp cho chị em mình. Hay, chắc chắn từ nay lão Bảy Sòi phải run sợ trước sức mạnh của chị. Chắc chắn là thế. Chị cảm ơn nha. Dạ mời chị ạ. Em nè. Anh vẫn tốt mặt của mày luôn đó. Xin đủ lên gặp em một chút rồi anh về làm việc. Dạ anh dùng gì ạ? Cho ly cà phê đá nha. Dạ. Đã có manh mối gì về vụ tạ axit cho anh? Vụ đó giao người khác thụ lý rồi. Nè, em nghe nói vụ trường gà hôm qua bắt được nhiều đối tượng lắm, mà trong đó cũng có một số đại gia, phải không? Anh cũng không rõ nữa. Em nghe cánh nhà báo đồn á là có một ông tổng giám đốc công trình giao thông nào đó cũng dính vào vụ này, đúng không anh? Lão ta mà giám đốc cái gì? Chẳng qua là một tên thầu nhỏ tự xưng là giám đốc cho bảnh vậy thôi. À, ông Chí công ty quê hương đúng không nè? Ừ. Nhưng mà cảm ơn. Mà hẹn đồ uống nước hay là phỏng vấn đây? Em đâu có dám phỏng vấn người hùng mà em ngưỡng mộ. Chỉ là muốn anh chia sẻ một chút thông tin để em còn có bài viết ngắn gửi về tòa soạn thôi.
Vụ án đang khởi tố, cho nên là anh không cung cấp cho em được đâu. Em đâu có bắt anh cung cấp, nhưng mà chỉ muốn anh á xác định cho em một số thông tin mà cánh nhà báo bạn em nắm được. Chẳng hạn như là hôm đó các anh bắt được 7 đối tượng. Đúng. À, mà vụ này do anh chỉ huy hả? Do anh Cao Dũng. Em nghe người ta đồn á, có một số người đã mất hàng trăm triệu tại vụ trường gà hôm đó, đúng không anh? Em hỏi hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà anh nghĩ là đã là cờ bạc thì chuyện đó có thể xảy ra. À, em nghe điện thoại cái nha. Dạ được, anh cứ ở đó chờ em. Tòa soạn gọi em về được bài gấp, định phải chia tay người hùng ở đây rồi. Hôm nào rảnh cứ điện thoại cho em nha. Ừ. Tính tiền. Thôi chờ trước đi, để cho anh. Ừ. Cảm ơn nha. Chào em. Chào anh. Mời em ngồi. Dạ. Anh chị có dùng gì thêm không ạ? Ừ, thôi được rồi, chị nào cần chị gọi em ha. Dạ. Ừ. À, anh nhận ra em rồi, cô nhà báo xinh đẹp. Em đặt những câu hỏi khó nhưng mà rất hay. Lúc nãy em nhìn thấy anh trong trụ sở công an, nhưng mà không tiện gọi. Thật ra là các anh ấy có sự hiểu lầm. Anh nói làm sao chứ, em biết mấy anh ấy mà. Khi nào mà nắm được chứng cứ thì bên đó mới triệu tập đương sự. Vậy hồi nãy các anh ấy nói gì với nhà báo? Em vừa ngồi uống cà phê với Đắc Di xong, ảnh nói là trong vụ trường gà có vài người cá độ bị lừa cả trăm triệu. Ừ, có 7 đối tượng bị bắt tại chỗ, đã khai ra rất nhiều điều. Ngày mai anh đọc báo sẽ thấy bài viết của em nói về vấn đề này. Thôi, cho quen biết. Anh có đề nghị em như vậy. Cái vụ trường gà đó là nằm trên giường điều của nhà anh. Anh cũng đã trình bày hết với Đắc Di rồi. Tiện đây anh muốn nhờ em mời anh ấy qua công ty để biết công ty và hiểu nhau hơn. Điều này thì hơi khó đó. Anh đang nằm trong viện nghi án, không có đời nào Đắc Di đến chơi đâu. Mà có đi chăng nữa thì các anh ấy đến để khám xét và điều tra thôi. Thôi như vậy, ngày mai em đừng có đăng bài báo viết về vụ đá gà. Anh tha thiết mời em lên thị sát hiện trường, rồi hỏi mọi người xung quanh. Tiện thể đến công ty chơi, rồi hỏi công nhân của anh về anh, rồi hãy viết bài, được không? Việc này lại càng khó. Quyết định đăng hay không là của tổng biên tập. Thì em cứ mời cả tổng biên tập giúp anh, mọi chi phí đi anh lo. Em chưa dám hứa với anh điều gì hết, nhưng nể anh á, là giám đốc của một doanh nghiệp đang làm ăn có hiệu quả. Em sẽ tìm cách thuyết phục sếp của em xem thế nào. Thôi thì trong sự nhờ em. Em biết đó, uy tín của anh cũng chính là uy tín của công ty. Mà đưa anh lên mặt báo chưa biết đúng hay sai. Các đối tác họ lạc đi, hàng trăm công nhân của anh thất nghiệp, tội lắm. Mời em. Anh Đắc Di hả?
Em Nga Nga đây mà. Anh đã về tới nơi chưa? Về rồi. Về rồi hả? Hồi nãy á, em định nói với anh một chuyện. Có chuyện gì em nói luôn đi. Chuyện riêng tư mà cưng. Vậy thì tối mai gặp nha. Vậy cũng được. Tối mai nha. Ok. Dẫn quán cà phê chiều nay. Rồi anh em mình muốn đi đâu thì đi. Em. Chào em. Mời anh. Kìa. Mấy anh tìm ai đấy? Có phải đây là nhà chị Phượng không? Phải. Nhưng mà các anh là... Bảo với chị Phượng là có sứ đến tìm. Đợi một chút. Chị à, có thằng nào tên Sứ đến tìm chị đấy. Cứ cho nó vào đi bạn chị đấy. Vâng ạ. Vào đi. Chào chị. Vừa xuống tàu à? Dạ không, bọn em đi ô tô. Ôi giời ơi, xe chật như nêm, bẩn như xe chở lợn. Chồng bà chị dạo này ách ra phết. Ách chó gì, đói sắp chết đây này. Cũng may là vác ở ngoài đấy được ít tiền, mua cái nhà này. Với lại thuê cái quán phở, để anh em nuôi nhau mà sống. Thú thật với bà chị, từ khi ra tù đến nay, em đã liên lạc với đám bạn bè cũ. Nhưng dạo này bọn nó cũng đói, nên cũng chẳng giúp được gì. Em chợt nhớ đến bà chị, nên lặn lội tìm về nhà chị. Em gái của chị bảo chị đã vào trong này. Em phải nói gạt là em kết nghĩa xưa, cô ấy mới cho số điện thoại. Tính chị thì hay thương người, nhất là những người cùng cảnh ngộ. Đây là thằng Khá, và còn hai thằng nữa cũng đang trên đường vào. Bọn nó cũng từng vào tù vài lần như em. Chào chị. Càng nhiều thì càng tốt. Chị nhận làm đệ tử để kiếm thế lực thêm vây cánh. Chứ anh em phải tự kiếm sống nghe chưa. Chị nuôi hết không nổi đâu đấy. Sức dài vai rộng lại liều mạng như bọn em, sợ gì chẳng kiếm được miếng ăn. Cái chính là bọn em muốn có một thủ lĩnh máu lửa, có máu có mặt như bà chị đây, để sống cho thật sướng. Ừ, khẩu khí được đấy. À, nhưng mà trước mắt ấy, là phải chịu khó làm việc. Cứ làm những việc tạm tạm khổ như trước đi rồi chị tính. Bọn em đói quá. Chị có gì cho bọn em ăn tạm được không? Để chị cho người qua chở em qua quán phở, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Chị định cho bọn em đi bán phở á? À, bán phở thì có mấy đứa gan thỏ làm rồi. Còn cỡ gan hùm giống như em ấy thì phải làm những việc phù hợp hơn. Chị Phượng này. Ừ? Thế chị đã ngắm được việc gì cho em chưa? À, tạm thời thì em cứ làm một chân bảo vệ ở một khách sạn nhỏ nhỏ. Trước mắt vậy đi. Bọn em vào đây
lạ nước lạ cái. Chị lật đầu, bọn em xin ngồi đấy. Alo, em nghe chị. Hà Tí à, qua bên đây chở hai đệ tử mới của chị về bên đấy. Nhưng mà chỗ của em chặt quá rồi. Chặt thì cũng phải giải chiếu ra mà ngủ. Dạ. Em chào chị. Dạ chị em về. Em về luôn chào nha chị. Em đi nha chị. Em thấy chưa, nhìn bọn nó, đám bầy xoài phải sợ khiếp vía. Để con. Tôi tới đón Diệu Linh đi làm. Dạ. Linh ơi, có người lên rước con nè con. Dạ. Rồi má con đi làm. Rồi ba con đi làm. Hình như hôm nay cháu có chuyện gì vui phải không? Dạ, ở chỗ con làm có chuyện vui lắm. Kể chú nghe được không nào? Con chỉ kể cho mình chú nghe thôi nha. Là tài xế cho cháu thời gian qua nên chú được tin cậy chứ gì. Dạ, chú biết không, con chưa từng gặp người xe ôm nào vừa lạ mà tốt như chú đâu. Lạ hay không là do cảm nhận của cháu, còn tốt thì do xuất phát từ sự đồng cảm của những người lao động với nhau. Đó, có người xe ôm nào nó hay như chú đâu, vậy là lạ rồi. Mà cháu vẫn chưa kể cho chú nghe về chuyện ở chỗ cháu làm việc. Nói trên đường không có tiện lắm, hôm nay mình vô quán cà phê nha, con mời chú á. Thôi, để chú mời. Dạ. Dạ, anh chị muốn thuê phòng mà. Có tám hẹn ở đây không? Dạ, anh chị có hẹn trước chưa? Thế lão tám chưa nói gì với cô à? Dạ thưa, em mới thay ca nên không biết. Có lẽ anh trực ca trước quên báo lại. Gọi điện cho lão tám, nói là có chị Phượng Đê tới gặp. Dạ. Alo. À dạ thưa, có chị Phượng tới ạ. Nói là có hẹn và muốn gặp giám đốc ạ. Nói ở ngoài phòng đợi tôi một chút. Dạ dạ. Người đẹp anh nói ngọt ngào thế nhỉ. Cơ ngơi to đẹp như vậy, không nói ngọt là không xong đâu. Thế lão tám nói gì? Dạ thưa, giám đốc em đang ăn sáng ạ. Dạ em mời chị qua ghế ngồi chờ một lát ạ. Cũng được, nhưng mà nhớ gọi cho tụi này mấy lâu lóng nha. Lâu lóng là gì ạ? Lại đây. Lâu lóng là cà phê sữa nóng đấy. Hiểu chưa cưng? Dạ, mời chị ạ. À.
Cháu ngồi đi. Dạ. Dạ mời chú ạ. Cho một cà phê đen. Chị dùng gì à? Cho cà phê sữa nha. Thế nào? Chuyện vui là chuyện gì vậy? Chuyện là vậy. Ở chỗ con làm á, có hai thằng bảo vệ vừa bị công an bắt. Bị bắt về tội gì? Con không biết nữa. Mà hôm bữa con thấy đi cùng với giám đốc ra ngoài tỉnh chơi, mấy hôm rồi không có quay về. Sau đó con dò hỏi mới biết hai thằng đó bị bắt vô trại rồi. Thế giám đốc có bị bắt không? Không. Ngày tối hôm đó ổng về, nhưng mà nhìn nét mặt con thấy lo lắng lắm. Người con chỗ làm việc bị bắt mà vui là sao? Không phải chỉ có một mình con vui đâu, tất cả nhân viên ở đó đều vui. Ở phòng hát karaoke của tụi con á, chú biết không? Hai thằng đó độc ác và điệu cán lắm. Có những hôm vắng khách, tụi nó mò vô phòng nhân viên liền, rồi giở trò sàm sỡ và lợi dụng. Rồi lúc mà tụi con hát với khách xong á, là thế nào tụi nó cũng đòi tiền bo à. Sao lại có loại bảo vệ khốn nạn như vậy? Khốn nạn lắm chú. Tụi con hát khan cả cổ, nhiều khi còn phải chiều chuộng mấy ông khách mà thích sàm sỡ đó. Được bo có vài chục, vậy mà tụi nó còn đòi chia đôi. Nếu mình không đưa thì sao? Thì chúng đánh. Đánh tàn bạo lắm đó chú. Có nhiều đứa bị đánh thâm tím mặt mày. Có những đứa bị chúng nó thôi vô ngực ho cả tháng trời luôn. Thế sao không báo lên giám đốc? Giám đốc cũng sợ tụi nó lắm. Tại vì ổng đâu phải là chủ của tụi nó đâu. Chủ của tụi nó là ông Bảy. Mà thằng Trạch mấy tháng trước đến đây làm cũng đâu phải là người của ông Bảy. Mà của bà nào ghê lắm cũng bị bắt rồi. Quả đúng như báo chí đài thường nói, đó có lẽ là thế giới ngầm của bọn kinh doanh dịch vụ ăn chơi. Thì đó, từ khi hai tụi nó bị bắt xong, tụi con thấy cứ như là được cởi trói, thu nhập cũng có khá hơn. Ước gì cháu có một việc làm khác, hay một cửa hàng nhỏ để thoát khỏi cảnh sống này. Dạ. Con cũng cố chịu khổ, chịu nhục, chỉ mong nhanh nhanh có được một chút vốn để sau này mở một cửa hàng nho nhỏ. Nhưng sao thấy khó quá chú à? Chú chỉ lo là thằng Trạch này bị bắt, sẽ có thằng Trạch khác còn tham lam và độc ác hơn. Dạ mời chú. Mời chị dùng ạ. Thằng em này bái phục bà chị. Mới vào đây chân ướt chân ráo mà đã tạo được uy tín với dân anh chị trong này. Chó gì mà phải bái phục. Đói ăn vụng túng làm liều. Chị mày ấy, tính cả rồi, cái quán phở thì cũng đủ nuôi sống anh chị em. Nhưng mà nghĩ lại, ngày xưa ở ngoài đấy chị mày như bà Hoàng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Còn đàn em thì cả một tiểu đội, chỉ cần hê lên một tiếng là bọn nó xúm xít lại phục vụ. Chị có cái nghề hái ra tiền như thế mà sao vào đây không trổ tài? Cũng định rồi, nhưng lại kẹt lão Bảy. Gã là dân máu mặt của giới đỏ đen trong này. Nếu mà mình không thông báo, không nộp tô, nó đi chết mình ngay. Bọn em vào đây giúp chị một tay, phải bắt lão Bảy ấy, chia quyền chia lợi, chia lãnh thổ làm ăn. Đúng vậy, chị cũng đã dùng biện pháp mạnh, nhưng mà chú vào đây ấy thì càng phải mạnh hơn. Chị yên tâm đi, còn hai thằng nữa chịu chơi lắm, nó đang trên đường vào đây.
Dạ, ông chủ với cậu mới về. Sáng giờ có ai tìm tôi không? Dạ có, cô bạn gái của cậu. Cô đến từ sáng, đang đợi cậu ở trong nhà. Ừ. Chú à, con pha trà từ sáng giờ đợi chú đó. Chà, mệt quá. Làm xe ôm của bộ thoải mái dễ chịu hơn làm đại gia đó nha. Dạ thưa giám đốc, à, khách của ông ở bên đó ạ. Khách khứa gì cái bọn chúng nó. Một đám cào mặt ăn dạ đây mà. Chẳng hiểu sao ông Bảy Xoài ông lại sợ tụi nó đến vậy chứ. Cháu gọi điện cho bên nhân sự đó, là lên đón hai nhân viên mới, rồi sắp xếp cho hai anh này lên bảo vệ cái phòng hát mới cho chú. Mày nói hai ảnh làm hai bản lý lịch, một bản á nộp cho phường, một bản á nộp cho công an để đăng ký tạm trú. Dạ. Ừ. Bồ lao, mày đặt lý lịch tạm chú tạm chó. Thử hỏi cái đám cà ve ở đây có con nào có lý lịch lý léo tạm chú tạm chéo con mẹ gì. Chị yên tâm, bọn em sẽ làm một bản lý lịch tự khai, khi bọn chúng nhìn vào sẽ phát ơn. Bố bảo lão Tám cũng chẳng dám nộp cho công an. Trà em vừa mới pha xong đó. Sáng giờ lang thang ngoài chợ cá, thèm uống nước trà muốn chết luôn á. Mời chú. Về tới đây rồi, những cái thủ tục rườm rà khách sáo cho qua. Uống nước đi rồi mình vào việc luôn. Dạ. Giang Quân báo cáo về tình hình chợ đầu mối thủy sản trước đi. Dạ, đúng như bản báo cáo của công an phường sở tại gửi lên cấp trên. Xét về mặt hình thức thì mọi chi tiết trong hồ sơ đều rất là khớp, nhưng mà về bản chất thì hầu như đã khác hẳn chú à. Khác gì thế nào? Hầu hết tất cả mọi người trong tòa bảo vệ trước đây đều đã có tiền án tiền sự. Họ đã từng làm bảo kê nhà hàng, khách sạn ở một số nơi. Từ khi chính quyền địa phương và ban quản lý chợ họ củng cố lại lực lượng bảo vệ thì bọn chúng đã được điều gì đây? Mấy năm trước, tổ chức tội phạm của Khánh Trắng cầm đầu được mọi người coi là đã cải tà quy chính, gồm những người đã hoàn lương có ý muốn làm lại cuộc đời, tập hợp lại thành một đội bốc xếp ở chợ Đồng Xuân. Chỉ đến khi chúng gây án thì mọi người mới dở lẽ. Hồi con còn học ở trường cảnh sát, thầy giáo của con cũng thường lấy tập đoàn tội phạm này ra làm ví dụ. Từ khi có đội bảo vệ này thì tình hình trật tự ở đây khá yên ổn. Bọn xin điểu móc túi giật đồ thậm chí không dám bén mảng tới đây nữa. Chỉ có điều là bản chất của bọn này cũng chỉ là cướp ngà giả mang. Ngoài số tiền vệ sinh, tiền an ninh trật tự mà bà con làm ăn ở đây phải nộp cho phường và ban quản lý chợ, bọn chúng đã tự đặt ra 3 mức tiền bảo kê. Mức thứ nhất là từ A đến B, mức bảo kê thứ hai là từ B đến C, mức bảo kê cao nhất là từ A đến Z. Ban quản lý chợ có biết điều này không? Dạ có, nhưng việc thu tiền bảo kê hầu như đã xảy ra ngầm, hoặc là bị cưỡng ép thôi. Thưa chú, ngoài việc thu tiền bảo kê, tiền cho vay nặng lãi thì tất cả những người đang mắc nợ của bọn chúng đều xuất phát hầu hết từ số nợ của tiền bảo kê, tiền sắp xếp bến bãi và tiền thu chỗ của những người xe ôm, xích lô và hành nghề ba gác. Cháu đã thu thập được danh sách những người trở thành con nợ của bọn chúng và số nợ lên đến hơn 1 tỷ. Những người lao động chịu quá nhiều đau khổ. Chỉ riêng gia đình Diệu Linh,
Cha thì bị bọn mượn danh nghĩa bảo vệ chợ bóc lột trắng trợn, con gái thì bị bọn vệ sĩ ở vũ trường, khách sạn hành hạ, ăn chặn. Con nghĩ đã đến lúc phải đưa bọn này ra trước pháp luật. Nhưng tất cả phải nói bằng chứng cứ. Chúng ta phải thu thập bằng được những chứng cứ thuyết phục. Chà, từ ngày thấy anh, nhà hàng có vẻ khấm khá hả? Đó là công lớn của ba. Ba đã dàn xếp các đối thủ để nhà hàng được yên ổn, nên là khách mới đến đông như vậy. Nói vậy thôi, mỗi tháng nhà hàng kiếm được vài trăm triệu, nhưng lại mất cả trăm triệu ở chỗ khác. Tất cả là tại anh á. Hàm hố nhiều thì rủi ro cũng lắm chứ sao. Em không hiểu gì hết. Tại ba. Ba đang nuôi một lũ ong trong tay áo mà không biết. Nuôi ong nào? Con nhỏ Phượng Đê với đám tay chân của nó chứ ai. Thì đằng nào mình không phải thuê người để bảo vệ. Bảo vệ gì cái đám đó? Tham như chó. Từ khi hai thằng đó đến vũ trường, khách và vũ nữ than quá trời. Lại còn thằng cha chỗ tắm hẹn nữa, vừa mới bị bắt xong là con Phượng Đê nó tới. Nó đòi người, đòi bồi thường. Anh tưởng là sau vụ này ba sáng mắt ra. Có ai ngờ đâu, vừa sáng nay ba lại ép chú tắm hẹn nhận thêm hai thằng nữa. Nè, anh đừng có hổn nha. Đầu ba đã hai thứ tóc rồi, ba nghĩ sâu xa hơn anh nhiều đó. Anh đang điên lên nè. Anh tính gặp thằng Di để cùng tính sổ vụ này với nó. Thôi, anh đi bàn chuyện này với chú Tám á. Đừng để anh Di dính vào chuyện này, em sợ lắm. Đúng là đàn bà, nhát như thỏ. Rồi em sẽ thấy thằng anh hai của em như thế nào. Cái hình này là khi bọn chị đi biểu diễn ở một xã vùng sâu vùng xa ở huyện Châu Thành đó. Phải nói là bà con ở đây đó ghiền dân ca quá trời luôn vậy đó. Hôm đó chị hát điên khúc Lý Cây Mơn, Lý Đất Dòng, Lý Con Sáo Sang Sông. Bà con vỗ tay á, bắt hát đi hát lại bao nhiêu lần. Thậm chí còn có người mang cả giỏ trái cây lên tặng chị nữa. Xem ra ca nhạc cổ vẫn được bà con ở vùng sâu vùng xa thích hơn ở thành phố chị hát. Nhưng ngặt nổi bà con nông dân mình còn nghèo quá, cho nên tiền biểu diễn của bọn chị trong nửa tháng trời chưa bằng cát xê của một ca sĩ chạy show một ngày đó em. Tại sao chị không tập những bài hát mới để thỉnh thoảng chạy show các tụ điểm thành phố này nè? Chị tập rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để đến những sân khấu lớn thôi. Sắp tới á, tụi nó cũng rủ chị đi hát nhiều nơi lắm. Có cả những nhà hàng, những vũ trường gì đó cũng mời chị tham gia thường xuyên vào cuối tuần đó. Là những nơi nào vậy chị? Thì nghe tụi nó nói là cái gì nè, nhà hàng Biển Nhớ, Lơ Lửng, hay là vũ trường Dịu Dàng Giữa Em gì đó. Thôi ăn đi. Dạ. À...